chào tạm người, hiện tại mình đang ở showroom của Cutwell Việt Nam. Hiện tại thì trước mặt mình đang là một cái cây đàn Cutwell KT80 minh kiện. Và đây là đàn mới 100% thành phẩm. Và đây sản phẩm này thì được rất nhiều các bạn trẻ và đặc biệt những người mới học tìm hiểu cũng là đi dùng. Và sơ qua cái sản phẩm này thì ở mặt hộp thì có rất nhiều cái thông số cũng là cái thương hiệu in ở trên mặt giữa, hai mặt này như nhau, hai mặt trước mặt sau như nhau, cũng có cái thương hiệu đàn này, lên cái mã đàn này và một số cái thông số liên quan đến vận chuyển và phần đàn, đặc biệt cái chỗ có một cái ký hiệu là CE. Mình không nhớ rõ là chính xác nó là cái gì, thì mình là phải chuẩn cái sản phẩm mà xuất khẩu mới là tiêu dùng của các bạn ở châu Âu gì đó, mọi người có thể tìm hiểu trên mạng có cái sản phẩm này có cái ký hiệu này sẽ ở đây đó. Và bên dưới sản phẩm này phía bên hai bên mặt trái mặt phải thì nó có đấy cũng cái logo thương hiệu rất là như này. Ngoài ra nó có cái series của cái đàn, một series riêng như là cái thông số còn cơ bản màu sắc và design của xuất xứ. Cái này là design này ở Mỹ và sản phẩm này thương hiệu Mỹ. Trên mặt dưới này thì không có gì, và mặt trên này thì có cái chữ tiếng Anh và đi open design và đọc cũng đúng tiếng Anh không mà để ý là nó sẽ mở cái mặt này, mở mặt trên này đó. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau là vui hộp nhé, xem nào bên trong chúng ta có gì. Cảm ơn mọi người đã xem video.